Chào anh. Dạ. Mai anh xin em chậu tiền đá từ tay anh chồng. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có món quà. Nhưng mà sao anh lại tặng cái này cho em vậy hả? Tiền đá của anh thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu bền vững. Anh hy vọng là tình yêu của mình cũng bền vững. Dạ em cảm ơn. Hôm nay em cũng có món quà để tặng cho anh làm kỷ niệm, đó là một chiếc cà vạt. Nó cũng cùng màu với cái áo của anh đang mặc á. Dạ. Đeo luôn. Dạ, cảm ơn. Đeo luôn con. Vừa con. Cố lên. Trời ơi đẹp quá. Đặt luôn rồi đó. Ơi cùng màu luôn á. Siết hết ga luôn. Dài quá. Quá hợp luôn á mọi người ơi, mọi người ơi. Con này là gì? Dạ, đây là một bài thơ của con tự làm mà con ghi lại tại con sợ con run quá con quên á. Rồi con đọc luôn đi, con đọc tặng anh luôn đi. Anh ngồi xuống đi, em sẽ đọc cho anh nghe. Để quà đó đứng nghe bạn gái đọc. Em anh hai người xa lạ, gặp nhau là đã một cái duyên. Anh đi tìm vợ ngoan hiền, em tìm bến đỗ bình yên cho mình. Em không cần lời ngôn tình tiểu thuyết, em cũng chẳng cần những món quà đặc biệt từ anh. Chỉ cần một đôi tim chân thành, dìu dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Dù sau này vinh quang, đắng cay hay tủi nhục, vẫn ở bên nhau trọn vẹn nghĩa tình này. Dù cuộc đời có trăm đắng nghìn cay, nguyện nắm tay vượt qua tất cả. Cảm ơn ekip chương trình với bao nhiêu vất vả đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp mặt hôm nay. Cảm ơn ông Mối, bà Mai. Cảm ơn đội ngũ của đài HTV. Nếu như anh thấy không chê, anh ơi bấm nút cùng về với em. Trời ơi, cưng chưa? Cảm nhận bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em là phụ nữ, anh nào thủ đổ rồi. Bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chú Quyền Linh, Phong Vân, bạn nữ bên kia và mọi người trong trường quay ạ. Con tên là Giang Thịnh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đến từ Long An. Và công việc hiện tại con là nhân viên kế toán. Long An ở huyện nào Thịnh? Dạ. Thịnh. Con ở huyện Cần Đước ạ. Huyện Cần Đước. Rồi, dạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào hai bên gia đình và chào anh bên kia. Con tên là Lê Hồ Thảo Trang, con sinh năm 96. Hôm nay con 24 tuổi và con đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long, con đang làm cái gì? Dạ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiếng Anh và hiện tại con chỉ đang là gia sư tiếng Anh ở Cần Thơ thôi ạ. À, con là gia sư tiếng Anh, con đang làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ. Thôi, điểm mạnh điểm yếu của Thịnh là gì? Đó, điểm mạnh của con là luôn quan tâm và biết tôn trọng người xung quanh, không thích uống rượu hay là hút thuốc và thích làm từ thiện. Điểm yếu của con là ăn mặc thì khá là lộn xộn. Tại vì bình thường thì con chỉ cần thoải mái và sạch sẽ là con bận được hết, nên con không quan tâm bề ngoài cho lắm. Thôi đơn giản gì cũng được rồi. Vậy bên đây mình là điểm mạnh của con là gì? Dạ, điểm mạnh của con là con mọi người nhận xét con là hiền và ngoan, biết nghe lời, biết cách cư xử với người lớn. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là con không có một ngoại hình ưa nhìn. Đâu, với con lại... dễ thương mà con nói gì vậy? Với lại... nói là sai đó nha. Con nói câu đó là sai đó. Ngoại hình của con rất là ưa nhìn luôn. Con không đẹp nhưng mà con rất ưa nhìn đó. Với lại con không thích và con cũng không biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Có nghĩa là dưỡng da hay là kem phấn hay gì đó thì con cũng không có. À, con chưa biết đúng không? Dạ, con cũng không thích luôn. Da con đang rất là đẹp, con không cần phải dưỡng gì hết. Ha. Vậy là hai bạn này cùng chung một cái, tức là không chăm sóc cho bản thân của mình. Có sao mặc vậy đơn giản, giống như chú thôi. Có gì mặc đó. Trời cho sao hưởng vậy đó. Ừ. Vậy đi, mình đâu cần, nó quan trọng là tấm lòng, quan trọng là đạo đức của mình thôi. Còn quần áo không quan trọng. Ha? Con thấy như vậy cũng tiết kiệm. Bạn bên đây nói vậy là để như vậy là tiết kiệm. Tiết kiệm. Có nghĩa là tài chính của con bây giờ con làm tiền thì nó cũng không có nhiều lắm. Cho nên là con nghĩ là một người ta nói là một đồng tiết kiệm bằng một đồng kiếm được. Dạ. Chào chú Linh đi con. Con chào chú Linh. Thấy nó ưa nhìn ghê không? Ưa nhìn. Rất là ưa nhìn. Nó đơn giản áo dài được rồi. Cần gì phải xe xuống chi? Rất là có duyên luôn á. Cái này mà chút son phấn lên nữa là ngon lành luôn. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, tình trường của con thì ngắn gọn lắm. Là con chưa trải qua mối tình nào. Trời, ngắn gọn quá hả? Dạ. Ngắn gọn lắm, chưa có gì hết. Tại sao? Tại con không rung động trước ai hay sao? Dạ, chắc con nghĩ là có hai lý do để con chưa có mối tình nào á. Lý do thứ nhất là con không phải là một người cá tính. Với lại con cũng không có một hòa chăm chút cho vẻ ngoài nhiều. Cho nên là khi xuất hiện thì không có gây ấn tượng được với bạn nam nào. Cái lý do thứ hai là
con nghĩ là chắc kiếp trước đó, con sống tốt lắm, con không có mắc nợ ai á, cho nên là kiếp này á không có ai tới để đòi nợ con không có duyên có nợ với ai, cho nên con ế luôn. Trời ơi, nghĩ đơn giản là thì... con nghĩ là con thuộc con tự nghĩ con là thuộc lý do thứ hai. À, con tự nghĩ con là lý do thứ hai. Con nghĩ là kiếp trước con sống tốt. Nhưng mà khi mà con đặt chân lên đây là con bị dính duyên dính nợ rồi đó, là bắt đầu có người đến đòi nợ con rồi đó. Con đừng có nghĩ là mình không có ấn tượng nhau đâu. Thật sự có những cái chàng trai cũng sẽ để ý đó. Tôi mà là anh trai tôi để ý mấy này rất đó. Có duyên nha, con có duyên lắm luôn á. Làm gì con tự ti gì mình như vậy, thì nở người ta còn có chí phèo mà. Đâu mà phải tự ti. Bạn trai. Dạ. Có mấy mối tình thì nói cho đàn gái coi. Con cũng ngắn gọn hơn rồi, cũng chưa từng yêu ai. Trời ơi. Chưa luôn hả? Chưa luôn. Trời ơi. Ngắn gọn hơn coi, luôn. Coi coi. Chưa yêu ai luôn. Chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Ở bên đây người ta cũng chưa có luôn, hai đứa tự mày mò đó. Lý do là sao vậy? Tỉnh. Dạ, nói hoàn cảnh con cũng hơi bi đát chút. Thôi. Sao? Sao bi đát sao? Lúc mà con lên đại học á, cái ngành học của con thì nó cũng hơi tinh. Cái môi trường đó thì cái khóa con là 600 học viên, là như là chừng 6 đến 10 nữ à. Chứ lại một chọi 60 con chọi không lại rồi. Chọi không lại đúng không? Trời ừ. Bi đát rồi. Trời ơi, bi đát thiệt, một chọi 60. Con làm xong vào mà mình tin xong thời gian thì con được đi nghĩa vụ nữa là không có con nữ luôn. Đó là tới giờ là con mới xuất ngũ, năm nay là con về làm gia đình. À, mới xuất ngũ luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy đúng đó hả? Đúng là số phận nó bi đát thiệt. Nhưng mà nói nghe nè, hai đứa làm như là đúng là bữa nay lên đây là có duyên có nợ nha. Cái đó là cô thấy luôn đó. Tại vì con cũng là duyên ngầm nha, con cũng dí dỏm dữ lắm. Bạn bên đây cũng vậy nè, hai đứa đều ưa nhìn. Nhìn một cái là không có thấy đẹp liền, lồng lộn liền. Nhưng mà nói chuyện một hồi là cực kỳ có duyên đúng luôn rồi. Thực sự mà nói là như vậy, rất dễ thương. Bây giờ con nói cho cô Hồng Vân biết, bây giờ con muốn có một người yêu như thế nào nào? Dạ, cũng muốn có một người yêu nhỏ nhắn, dễ thương và dịu dàng là được. Có luôn. Có hết luôn. Ừ. Những gì con ước là có, bây giờ cô cho con ước thêm nữa. Có thêm nữa cô. Ừ. Giờ muốn thêm gì nữa nè? Con không biết. Nó đơn giản lắm. Dạ. Cô gì được rồi đó. Rồi. Được ha, rồi để được hỏi rồi. Bên đây. Hỏi con. Bên kia muốn sao? Sao? Giờ con muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì con không có yêu cầu về ngoại hình, con chỉ cần là cao từ 1m60 đi 75 là được. Con mét nhiêu? Dạ con 1m72 ạ. Rồi đó. Còn gương mặt á thì con không cần đẹp trai, mà con chỉ cần là cái gương mặt nhìn vô mình thấy thích á, thấy hài hước á, giống như là người ta là nam chính, nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề. Nữ hề đi tìm nam hề đó, bởi vì cô thích con là vậy đó. Rồi bạn Thịnh ai đi với ai Thịnh? Dạ đi với đại gia đình đúng không ạ? Đại gia đình hả? Gồm ai với ai? Dạ bà, mợ, dì, chị gái, con gái. Bà gì? Bà, đây là bà ngoại. Bà ngoại. À. Rồi đây là ai đây? Cậu, trai. Cậu. Chị gái hả? Trời ơi, chị gái đẹp quá vậy. Mời gia đình đại diện ai nói một chút cái cảm xúc cho ngày hôm nay. Kính chào chị. Để giờ, cô để micro sát sát chút. Anh Quyền Linh. Dạ kính chào bên nhà gái. Kính chào quý khán giả. Dạ. Cháu Quốc Thịnh đó thì đạo đức rất tốt, tốt lắm. Cháu nói những gì là đúng sự thật hết. Yeah. Dạ. Thì còn cháu bên đây sao ạ? Cháu bên Thảo Trang thì số 1 à, tốt quá. Quá có duyên. Quá có duyên, quá tốt. Dạ. Rất mừng, mình mừng dữ lắm luôn. Mừng quá luôn. Mừng quá. Rồi giờ bây giờ á, bà ngoại nhắn nhủ cái gì với Thịnh với hai bé này Quốc đi. Quốc Thịnh với Thảo Trang là có duyên. Bấm nút. Rồi, rồi. Con đi với ai? Dạ con, hôm nay con đến đây với ba và mẹ của con. Trời ơi, ba mẹ luôn hả? Rồi cũng đại gia đình luôn. Mời ba hoặc mẹ. Chào chương trình, chào hai MC là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào là khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của là cháu là Thảo Trang. Thì đối với là Thảo Trang thì rất là hiền và rất là hiếu thảo. Mẹ thấy bạn trai bên đây thì hiền, thấy cũng dễ thương. Hay là đứa gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau, nếu được hợp ý với nhau thì tiến xa hơn, hy vọng con gái là tự tin lên. Cho ba nói vài câu nè. Ba cảm sao? Nhận về bạn Thịnh bên đây sao ba? Cha cũng cảm nhận bà Thịnh bên đây thấy cũng rất là dễ mến đó con. Cái nữa là cha thấy đã hoàn thành cái nghĩa vụ đối với thanh niên, đó là điều hết sức là tốt. Hết sức là tốt. Cha cũng xin trao quyền là con từ con rồi. Cảm ơn cha. Rồi, cảm ơn mẹ. Cảm ơn con gái. Thôi bây giờ mở rào bắt đầu đi Thịnh. Chào anh.
Dạ. Mai anh xin em chậu tiền đá từ tay anh chồng. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có món quà. Nhưng mà sao anh lại tặng cái này cho em vậy hả? Tiền đá của anh thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu bền vững. Anh hy vọng là tình yêu của mình cũng bền vững. Dạ em cảm ơn. Hôm nay em cũng có món quà tặng cho anh làm kỷ niệm, đó là một chiếc cà vạt. Nó cũng cùng màu với cái áo của anh đang mặc á. Dạ, đeo luôn. Dạ, cảm ơn. Đeo luôn con. Đó. Vừa con. Cố lên. Trời ơi, đẹp quá. Đặt luôn rồi đó. Ơi cùng màu luôn á. Siết hết ga luôn. Dài quá. Quá hợp luôn á mọi người ơi, mọi người ơi. Con này là gì? Dạ, đây là một bài thơ của con tự làm mà con ghi lại tại con sợ con run quá con quên á. Rồi con đọc luôn đi, con đọc tặng anh luôn đi. Anh ngồi xuống đi, em sẽ đọc cho anh nghe. Để quà đó đứng nghe bạn gái đọc. Em anh hai người xa lạ, gặp nhau là đã một cái duyên. Anh đi tìm vợ ngoan hiền, em tìm bến đỗ bình yên cho mình. Em không cần lời ngôn tình tiểu thuyết, em cũng chẳng cần những món quà đặc biệt từ anh. Chỉ cần một đôi tim chân thành, dìu dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Dù sau này vinh quang, đắng cay hay tủi nhục, vẫn ở bên nhau trọn vẹn nghĩa tình này. Dù cuộc đời có trăm đắng nghìn cay, nguyện nắm tay vượt qua tất cả. Cảm ơn ekip chương trình với bao nhiêu vất vả đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp mặt hôm nay. Cảm ơn ông Mối, bà Mai. Cảm ơn đội ngũ của đài HTV. Nếu như anh thấy không chê, anh ơi bấm nút cùng về với em. Trời ơi, cứng chưa? Cảm nhận bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em là phụ nữ, anh auto đổ rồi. Tự động mến luôn rồi, không còn biết cảm nhận gì nữa. Hát bài tặng bạn nữ đi. Em ơi sang nhà anh chơi, ba mà anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hay qua nhà anh đi, mình chuyện trò đôi khi, biết đâu sau này mình sẽ về với nhau. Em ơi đây chờ làm chi, chắc có lẽ anh đã yêu rồi. Sẽ chẳng bao giờ đôi thấy, đây khiến em muôn phiền. Vậy thì hãy sang nhà anh chơi, thế trời gì em ơi, biết đâu sau này mình sẽ về với nhau, về chung một nhà. Bây giờ chú mới hiểu tại sao con thua 60 thằng kia rồi đó. Con này ráng nha con nha, nó còn mình con chiến đấu đó, không có thua ai nữa đâu. Một chọi một đó. Giờ một chọi một đó. Bây giờ bạn gái hát tặng thằng trai, có cho nó tự tin lên coi nào. 24, 25 năm qua thì em luôn chờ đợi cái người một nửa của em. Thì em xin hát tặng anh một cái điệp khúc của bài Hy vọng. Dù phải đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành, chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Thì em hy vọng là nếu như một nửa của em có tồn tại ở đâu đó trên trái đất này, thì em hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm được người đó. Trời ơi, nó hay quá trời hay luôn. Nhưng mà về đây ngồi. Bây giờ con nói đi, con đã tìm được chưa hay sao? Con lại nói là một ngày nào đó sao? Mẹ con hy vọng là ngày hôm nay con sẽ tìm được. Bỏ nói với anh. Nhát quá trời đất đây nè. Về đưa thơ đi cho tôi thử nắm tay coi nè. Trời của ta nó lạnh như đá luôn mọi ơi. Nè, có chừng nước cống luôn đó. Nắm tay lần đầu tiên con gái đúng không? Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy coi. Rồi em nói hy vọng sao nè, con nói đi. Nói đi. Em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được người đó và em sẽ không cần hy vọng nữa. Tại vì đã có người đó ở đây rồi. Vui không con? Dạ. Con nghe vậy con vui không? Muốn xỉu luôn. Nhìn bạn gái con nói đi. Hiện nay tim con thế nào? Con cảm giác gì người cảm đối diện? Cảm xúc của con sao nè? Cảm xúc của con như thế nào? Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết đi ngoài, là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. Đã đổ từ lúc đó rồi. Tại vì con cũng không thích người phụ nữ trang điểm lắm, con thích người tự nhiên. Dạ, con nghe là con khỏi nghe nữa, như đó rồi. Là như đó là được rồi đúng không? Là đổ luôn rồi. Dạ. Con hỏi đi, khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Dạ, đối với em thì ít nhất là phải một năm. Rồi. Công việc của anh thì có rảnh thường không? Thật sự nói là anh bận là 24/7 luôn, không có nghỉ ngày chủ nhật luôn. Mà tối thì chỉ cần em gọi lên tới liền. Ôi ôi. Trời ơi. Buổi sáng.
coi như là con gọi cái là phi xe đi luôn đó. Không, mà nếu có em thì anh có thể sắp xếp được. Bây giờ con thấy tim con sao nè? Chắc ngừng đập thôi. Ngừng đập hả? Con cảm giác người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chắc vậy rồi. Chắc vậy hả? 100% luôn. 100% luôn hả? 100% luôn. Rồi, vậy được rồi. Con nói với bạn gái một câu gì thôi. Hứa cho bạn gái một câu gì thôi. Để bạn gái có thể bấm nút thôi. Là để xong trở về bấm nút nha con. Ủa, ngắn hay dài? Muốn nói sao nói? Con muốn ngắn hay dài tùy con hết á. Chờ tới sáng luôn, quan trọng con muốn nói cái gì con nói. Anh muốn nói em là anh không nhắm hứa là anh có thể là cho em cuộc sống giàu sang. Cái đó là tương lai thì không ai biết trước được. Nhưng mà cũng đều là anh nhắm chắc chắn anh hứa rằng á là anh sẽ luôn quan tâm em. Và khi em khó khăn nhất là luôn lúc nào luôn phải có mặt anh. Và tình yêu của anh thì nó rất là bảo thủ. Bảo thủ ở đây là anh chỉ hy vọng là anh yêu chỉ một người vòng trong đời thôi. Nên sẽ không bao giờ có chuyện của người thứ ba. Trời ơi đó. Để tay mình nút bấm. Đây. Bấm luôn rồi. Bấm luôn đi, rồi xong. Bấm luôn hết rồi. Thôi, khỏi đếm luôn. Đừng nói gì nữa. Bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi con. Hôm nay là có cả hai gia đình luôn đó. Rồi, thôi bây giờ con xin phép ba má hôn bạn một cái ở má đi. Cái hôn đầu đời của tụi con luôn á. Dạ, con xin phép cô chú cho con được hôn em ấy. Chú gật đầu. Người đàn đó. Ông nghiêm chỉnh, người đàn ông đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, làm giống cụm đầu rồi đó. Chương trình có một món quà cho hai đứa. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xuống dưới hai đứa hạnh phúc. Chặt tay nhau, xuống chào ba đó, mẹ chào đi qua đây. Cậu mợ bà ngoại rồi đi nào, thì đi đó.